Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với corner học tiếng Hàn với Queen Queen. Ngày hôm nay Queen lại chuẩn bị mang đến cho các bạn một chủ đề rất trendy trong ngôn ngữ hàng ngày của các bạn trẻ Hàn Quốc hiện nay, đó chính là 급식체. Bây giờ chúng mẹ cùng nhau tìm hiểu nhé. Trước hết thì Queen sẽ giải thích cho các bạn tìm hiểu về 급식체. 급식체 là một từ dùng để chỉ ngôn ngữ của những bạn học sinh hay ăn 급식 ở trường học Hàn Quốc, tức là những bạn trẻ vẫn còn đang là học sinh và tuổi đời khoảng dưới 20. Nói chung, 급식체 có thể hiểu là một loại ngôn ngữ tin cốt, là những từ phái sinh, là những ngôn ngữ của những bạn trẻ mới lớn khoảng cấp 2, cấp 3, hoặc là những từ cũ được hiểu và dùng theo nghĩa mới. Cụ thể thì 급식 có nghĩa là đồ ăn được phân phát, 급 có nghĩa là phân phát và 식 có nghĩa là đồ ăn. Và đây là những đồ ăn chỉ được phân phát ở trường cấp 2, cấp 3, và từ đó lại ngôn ngữ mà các bạn học sinh cấp 2, cấp 3 sử dụng được gọi là 급식체 đấy các bạn ạ. Những lời nói phát ngôn của những bạn này cũng như tin cốt ở Việt Nam làm cho những người xung quanh cảm thấy thú vị và bắt đầu sử dụng trong đời sống hàng ngày, nhất là trong ngôn ngữ trên mạng xã hội, để làm cho các đoạn hội thoại, các comment, các status trở nên buồn cười hơn, thú vị hơn. Tuy nhiên thì không có một định nghĩa chính xác nào dành cho 급식체 cả. Thế nhưng những từ viết tắt, những từ rút gọn, những ký hiệu viết tắt trên mạng xã hội mà chúng ta đã cùng nhau ở bài 4, bài 5 hoặc là những hậu tố ở bài 7, bài 8 từ phái sinh gần đây đều được gọi chung là 급식체 đấy các bạn ạ. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau học hai từ mới nữa thuộc thể loại 급식체 mà đi đâu cũng thấy các bạn Hàn Quốc dùng nhé. Thứ nhất đó chính là 오치다. Vốn dĩ là từ này bắt nguồn từ từ 오타이치다, là một từ chỉ sự hoàn hảo, đầy đủ. Tuy nhiên sau này được các bạn thuộc thời 급식 sử dụng nhiều hơn trên mạng xã hội với ý nghĩa tương tự, nên cảm giác thì hơi bị thái quá và over hơn một chút. Từ tiếp theo được dùng theo bộ với 오치다 chính là 지리다. 지리다 là một từ vốn thường không được dùng đến, chỉ cảm giác dùng mình khi buồn đi vệ sinh. Từ này ngày nay lại được dùng với ý nghĩa để bày tỏ cảm xúc ngạc nhiên, thích thú. Ví dụ như chúng ta nhìn thấy video của Hyuna trong bài Bebe để mô tả sự xinh đẹp sexy của Hyuna, hoặc âm thanh màu sắc xuất sắc của MV thì chúng ta có thể nói 오치다 hoặc là 지리다. Nói cho dễ hiểu nhất thì các từ này thường được dùng như từ vãi ở nhà mình đấy các bạn ạ. Nó giống về cả loại từ nghĩa, ngữ cảnh sử dụng và cả người sử dụng gần đấy. Tiếng Hàn cũng có những từ như vậy, thật là thú vị phải không các bạn. Ngoài ra còn rất nhiều từ khác của 급식체 mà Queen chưa có dịp để giới thiệu trong video này, nhưng các bạn đừng quên tham khảo các video trước của kênh nhé. Đừng quên nhấn like và subscribe kênh YouTube của chúng mình nữa nhé. Cảm ơn các bạn, xin chào.